con xin con nên lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác lạy Chúa Giêsu Chúa con ơi. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa, người Kitô hữu không thể không nhớ đến gương mặt dịu dàng nhưng pha lẫn nét trầm buồn của vị thánh nữ. Tên của chị mãi mãi đi liền với ngày lễ lòng thương xót Chúa, đó là chị thánh Faustina Kowalska mà hội thánh mừng kính hôm nay. Thánh nữ Faustina chào đời vào ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Lomovi, Ba Lan và được đặt tên là Helen Kowalska. Chị thánh là người con thứ ba trong một gia đình có 10 người con, là nông dân nghèo khó, thiên đường và đất ruộng đảo. Thánh nữ qua đời tại Trakovia vào năm 1938 khi mới 33 tuổi. Năm 20 tuổi, Faustina xin vào tu tại dòng các nữ tu đức trinh nữ rất thánh, mẹ của lòng thương xót, nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi. Đó là cô Faustina hay gặp đi gặp lại nhiều lần trong ngày sống của chị. Trong 13 năm sống trong dòng, Faustina được nhiều ơn mặc khải và thị kiến. Chị được dấu Thánh Chúa như trường hợp Thánh Francisco và Cha Pio, và cả ơn tiên tri. Chính Chúa Kitô đã hiện ra với chị Faustina vào chiều ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng của chị tại tu viện ở Brock, và dạy chị vẽ bức ảnh theo sự chỉ dạy của Chúa. Ảnh này sẽ chiếm một địa vị nòng cốt trong việc sùng kính lòng thương xót Chúa. Bức ảnh thánh này diễn lại Chúa Kitô sống lại và ban phép lành. Chúa Giêsu nói với chị Faustina: con hãy vẽ một ảnh theo kiểu mẫu mà con đã thấy, rồi con đi dưới ảnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Chúa muốn rằng ảnh này phải được tôn kính trước hết trong nhà mình của các con, và sau đó trên toàn cả thế giới. Do đó, thánh nữ đã trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào loan báo và cầu khẩn lòng thương xót của Chúa trên toàn thế giới với tiết hiệu tông đồ lòng thương xót Chúa. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1938, Đức Giáo hoàng John Paul II đã thư phong chân thức cho chị vào năm 1993 và tuyên thánh vào năm 2000. Thật hạnh phúc khi anh chị em chúng con là thành viên hội đồng thương xót Chúa nhận thánh Faustina làm bổn mạng. Nhờ gương sáng và lời thánh nữ chuyện cầu, xin cho chúng con tiếp chọn niềm tín thác vào lòng Chúa từ bi nhân hậu và quảng đại thể hiện từ bác ái yêu thương mọi người. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn chuẩn bị rước kiệu và dâng thánh lễ tạ ơn này. Sau đây là thứ tự đoàn ngữ: thứ nhất cầu hương, thứ hai đánh giá đèn hồng, thứ ba chống đơn chiêu đơn, thứ tư các em thiếu nhi, thứ năm một lòng Chúa thương xót,
đến vô sự con đường. Thứ bảy, các em để xin. Thứ tám, quý cha đồng lễ. Thứ chín, hiểu lòng Chúa thương xót. Thứ mười, trong họ. Và thứ mười một, quý cộng đồng. Thank you.